Nhằm tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, đoàn viên thanh niên phường An Khê, quận Thanh Khê đã tích cực kêu gọi huy động nhân lực để sản xuất những chiếc nón gương bảo hộ ngăn giọt bắn. Từ khi được tiếp cận với các video, bài viết hướng dẫn làm nón ngăn chặn giọt bắn phòng chống COVID-19 vừa đơn giản tiện dụng bằng các vật liệu dễ kiếm, các bạn đoàn viên thanh niên tại phường đã sốt ráo bắt tay thực hiện. Với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các bạn trẻ, đến nay đoàn phường An Khê đã làm được 400 chiếc nón bảo hộ ngăn giọt bắn. Từ thành phẩm làm được, đoàn phường An Khê đã lên kế hoạch phân bổ đến các tiểu thương tại chợ trên địa bàn phường và trao tặng cho trạm y tế, đội phòng chống dịch COVID-19 tại phường. Việc làm này của đoàn viên thanh niên phường An Khê đã góp phần thể hiện ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch. Thưa quý vị, sau 6 ngày thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân đã bắt đầu thích nghi với việc hạn chế ra khỏi nhà, cũng như thay đổi nhiều thói quen, sinh hoạt tại nhà trong những ngày này, vừa giữ an toàn cho bản thân và xã hội, vừa mang đến cho mỗi người nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới. Mang khẩu trang khi có việc cần thiết phải ra ngoài, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà là những việc đã quen thuộc hàng tháng nay tại nhiều gia đình. Từ khi thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16, chị Đặng Thị Quốc Hội, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, hầu như chỉ ở nhà, dành nhiều thời gian chăm sóc con. Em có thời gian chăm con hơn vì con em là nó không có đi học giờ hành chính như mình. Thứ hai là khi mình có thời gian với bếp núc nhiều hơn, phụ với ông bà. Rồi cả nhà cũng hay làm mấy đồ ăn cuối tuần hoặc là trong tuần hay làm như mấy cái món ăn lặt vặt như bánh nậm rồi ấy. Vì quán xá người ta cũng đóng cửa hết rồi. Thói quen ăn sáng ở ngoài của nhiều người những ngày này cũng tạm gác lại. Một ngày ba bữa cả gia đình bên nhau, cùng chuẩn bị và cùng ăn cơm mang đến nhiều niềm vui trong những căn bếp. Gia đình nó hoàn thiện mà ấm cúng, hạnh phúc hơn. Trước dịch thì...